của Sơn Lu và Hà Lê có gì? Chơi! Đây là kênh YouTube phúc ảnh anh. Cảm giác thế nào em? Hồi hộp quá. Lần đầu tiên cưới vợ. Nhưng mà em sợ em không dám cho câu của anh vào, sợ vợ em tát mặt em trên đấy. Câu gì? Câu mà Hà như một bức tường đơn sắc ấy, nên Sơn vào ấy. Thì người ta vẫn hay bảo là không có anh thì đời em giống như một chiếc tivi đen trắng mà. Sau này mới là tivi màu. Thôi ra xếp bàn bia cho anh ấy. Anh chơi, anh đang đến casino à? Tổng bạc khoảng ra. Ôi, súng xinh quá. Mọi người tưởng là cái tiệc nó sẽ tổ chức ở đây nhưng không, nó tổ chức ở đây. Tí nữa trên này. Hello. Không, nó tổ chức ở hồ bơi mà anh. Em mang mấy bộ quần áo? Em mang mấy bộ quần áo? Nó tổ chức ở đây này. Em mang mấy bộ quần áo? Em mang 2 bộ. Để em được thông tin trước. Là chỗ kia chỉ là chỗ giả thôi, còn chỗ hồ bơi này mới là chỗ chính này tiếp. Trình diện đi anh. Để tìm video. Đoàn chi phí của buổi lễ này. Chi phí buổi lễ này em biết à? Em biết à? Đâu đó khoảng 100 củ. Trong củ ấy anh. Cái nguyên cái thiệp hoa đã 1,5 triệu một thiệp. Áp lực. Đây là căn phòng của cái villa đấy. Wow. Đó, đây là phòng vệ sinh. Mình có một cái view khá ok là nhìn ra ngoài này. Đây, đây là cái dốc. Phòng 2 mặt tiền. Kia là đồ mà mình mới mang vào đồ của mình. Còn đây này. Mọi người đi quay nhưng mà vẫn đi chơi nhưng mà vẫn mang đồ đi làm bài nội dung này. Mọi người gì? Mọi người nhớ gì? Nhớ không? Nhớ subscribe channel của anh. Ok. Đón chờ video thứ tư của anh Thành nha. Ok. Đây là khung cảnh em vlog. Đây. Một tháng đấy bạn ạ. Một tháng đấy à? Đâu thảo lâu đâu? Lông gì? Hoa đây, gì nữa? Xòe. Tay. Chưa gì em hỏi lông đầu, lông gì? Lông chân. Vay. Ôm hôn các kiểu đừng nhìn ông kia. Cứ tự nhiên ôm lại. Rồi, ok. Đổi bên ôm. Đấy, ôm bên đấy luôn. Mày đội phù rẻ được tăng. Ôi, không xem đâu. Anh em chụp hộ em đội phù rẻ che mắt nhá. Mãi không đổi thay vì yêu em. Wow, người đến thăm anh
vâng, như vậy là cô dâu và chú rể của chúng ta đã xuất hiện rồi. Thành Phong xin phép là bây giờ đây thì em sẽ nhường lại không gian đấy cho anh và người vợ của anh. Em sẽ chỉ đứng ở đây thôi để hai người cùng tỏa sáng, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì mọi thứ khác rất là nhiều rồi. Thành Phong sẽ muốn rằng là những lời nói đầu tiên của cô dâu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là lời thề nguyện dành tặng cho chú rể mà thôi. Vậy thì trong khoảnh khắc này thì tớ rất là muốn là đừng quay đi nhá, đừng quay đi nữa. Hãy xoay lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông của mình, chú rể của mình, và nói với anh ấy những lời từ trái tim mình. Nào, xin mời cậu. Em, tớ, chị xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã dành thời gian quý báu của mọi người. Mặc dù đây là một ngày giữa tuần thôi nhưng mà mọi người hết sức là nhiệt tình và sẵn sàng là chỉ vì một lời mời của bọn em mà đã sẵn sàng là đi rất xa tới đây để chứng kiến cái khoảnh khắc này cùng với bọn em. Và bọn em hoàn toàn rất, em cũng không biết phải nói gì nữa, nhưng em chỉ muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Mặc dù hôm nay thời tiết thì không được thuận lợi lắm, nhưng mà em hy vọng là mọi người sẽ có một khoảng thời gian thật là vui. Em đừng nhìn hình ảnh đó nữa, con người đó lừa dối anh. Đây là câu đầu tiên mà anh nhắn tin cho em. Và trong đầu em lúc đấy đã nghĩ, uầy, ở đâu có người vô duyên thế nhở? Có ai quan tâm đâu mà lại nhắn tin. Thế mà em không bao giờ có thể nghĩ rằng ngày hôm nay em lại đứng ở đây bây giờ với người vô duyên nhất của đất ấy. Khi gặp, quen và yêu anh, em mới thực sự hiểu câu ghét của nào chờ trao của ấy là chính xác. Vì anh chưa bao giờ là đối tượng mà em quan tâm, cũng không phải là kiểu người đàn ông mà trước giờ em có quen biết. Thế nhưng bằng một cách nào đó, anh lại có thể dần dần từng bước tiến gần hơn với em từng cm một, rồi em lại bị tán đổ mất lúc nào không hay. Anh là người đầu tiên đối xử với em theo cách một người con gái đáng được đối xử. Anh là người đầu tiên đứng ra bênh vực, bảo vệ em nếu như em bị ai đó làm tổn thương. Anh là người đầu tiên cho tới tận bây giờ vẫn luôn đợi em lên nhà an toàn mới quay xe đi. Và cũng là người đầu tiên dạy em biết cách yêu bản thân mình. Ở bụi bao vào mắt ạ. 2 năm qua mặc dù chúng mình cũng có cãi cọ, mâu thuẫn nhiều, mà đặc biệt mỗi lần như vậy là chị Mây hay là Đào sẽ là hai đối tượng vô tình được chứng kiến nhiều nhất. Nhưng mà cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với em, yêu thương em bằng tất cả những gì anh có. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành cùng em mọi lúc, từ công việc, gia đình tới những thứ nghịch ngợm vô tri nhất. Cho em xin tờ giấy với ạ. Ai ai kiếm nhanh cái máy lọc không khí vậy. Chỗ là nhiều bụi, nhiều bụi, nhiều bụi, nhiều bụi. Cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình mới, rất nhiều bạn bè mới, nhưng đã cực kỳ nhiệt tình và tâm huyết với chúng mình. Ra là anh cũng sống tốt lắm nên mới được mọi người yêu thương đến vậy. Em thì không phải người thích nói đạo lý, nhưng những lời này là những lời thật lòng từ trái tim em. Em thì không dám hứa sẽ yêu một ai đến cuối cuộc đời, nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, em có thể hứa rằng em sẽ là người bạn đời uy tín nhất, trung thành nhất, thật lòng nhất với anh. Nên anh yên tâm, chỉ cần anh không mất niềm tin thì em chắc chắn rằng việc gì chúng mình cũng đều có thể làm được, vượt qua được hết anh nhé. Em yêu anh bé rất nhiều. Hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay thì bất ngờ bởi vì là lần đầu tiên mà Hà gửi những cái cảm xúc rất là, tức là từ trước đến giờ thì bọn mình gần như là rất ít khi nói với nhau về những cảm xúc chân thành như thế này. Lần đầu tiên mà Hà chia sẻ ra và có sự có mặt của tất cả các anh chị em thân thiết ở đây nữa. Nên là một lần nữa thì cảm ơn em vì đã cho em rất là nhiều điều tuyệt vời. Trước khi viết những lời vào tờ vow này thì anh có tham khảo anh Thành. Hà như một bức tường đơn sắc ấy, nên tôi phải sơn vào ấy. Nhưng mà cuối cùng thì anh nghĩ lại là anh vẫn nên viết những cảm xúc chân thành của mình thì hơn. Câu của anh Thành thì chắc là tối nay anh sẽ nói với em sau. Tại nó hơi... gửi bóng yêu dấu. Và nói một thứ mà không có trong cái tờ giấy đó. Tôi khóc mẹ. Em rất là muốn thấy điều đấy. Bằng một cách chân thành nhất có thể. Nào, Hải Sơn thân mến.
in the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment and it sees me through. Vâng, một khoảnh khắc mà không cần một tiếng nói nào khác chen vào vì nó đã quá tuyệt vời rồi, nhưng tôi cần những tràng vỗ tay của tất cả quý vị tại đây được không ạ? Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Ngay từ bây giờ thì chúng ta có thể nói rằng là Hải Sơn và Hạ Lê đã chính thức trở thành một cặp vợ chồng rồi. Em biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói... mình chọn số 22, tất nhiên là con số của mình. Và đây là lời chúc. 22 còn có nghĩa là mãi mãi, nên là hai đứa mãi bên nhau nhá. Không phải là cái cho sơn vào à? Cho sơn đâu. Hà như một bức tường đơn sắc ấy, nên cần phải sơn vào ấy. Số 22 biết là ai nhá, không cần ghi tên. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ. Đến chân I was late now. Đó. Đó. Quá. Hả? Đây không phải là lần đầu tiên tao nghe đấy, nhưng lần đầu tiên mày nói. Cảm ơn cả hai bên nhiều. Hai đứa nha. Em cảm ơn anh chị ạ. Giữ gìn sức khỏe ạ. Nhưng mà vấn đề thì chỗ này thì có các tiết mục, ví dụ như là karaoke. Bây giờ có vấn đề thì bạn hãy có tiết mục được. Bạn hãy chơi ma sói. Ai còn chơi nữa? Tối nay có một cái bất ngờ lắm. Tối nay có một cái bất ngờ lắm. Có một cái bất ngờ. Anh chờ đồng thân cho ta. Chúng tôi chỉ diễn ra. Chúng tôi chỉ diễn ra. Đang đợi đúng không? Đang đợi. Vâng. Ok, bây giờ tôi sẽ tự ở đây là ví dụ như bây giờ sẽ chúng tôi sự xuất hiện của Hà Lê thì bắt chị Hà Vy lại giúp tôi nhé. Vâng, bây giờ chúng tôi mời bốn chàng trai đi, bốn chàng trai. Thì đương nhiên rồi. Anh ấy thẳng thế à? Ai thôi? Bây giờ ai là người thương của em? Dù có gì xảy ra thì em cũng không cởi cái băng rồi mắt ra. Không thì em không cởi mắt. Đến khi công bố. Đúng rồi, cho đến công bố thì em mới cởi. Nhớ chưa? Chỉ có 3 người thôi. Chỉ có 3 người thôi. Không được. Mình Bây giờ một lần cuối cùng. 1 2 hay 3? 3. 3. 3 đúng không? Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Từ từ. Rồi, chắc chắn chưa? Mình tự suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn chưa? Em à. Nghe giọng rồi mà. Đã bao giờ em nghĩ? Hả? Mình không còn ở bên nhau. Không được. Em bỏ ra được không? Không được. Mình ở bên nhau có hạnh phúc hay không? Ok. Trái tim anh từ lâu đã biết được rằng chính em là người mà anh muốn dành cả cuộc đời này. Em là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. Hơn 4 năm qua đã có nhiều sự cãi vã, nhiều sự giận dỗi, và anh chỉ còn một câu hỏi duy nhất: liệu chúng mình có thể yêu nhau tiếp được hay không? Happy ending! Happy ending! Happy ending!
Ám hút được, chơi mà yêu em còn đang đi chơi. Sao em còn ngồi đây? Em bị bắt đi chơi từ 6 giờ sáng đến giờ. Chờ đi chơi việc của em duy nhất ở đây là cầm đồ và quay. Bữa trưa của em là gì? Bữa trưa của em, bữa trưa vui vẻ. Mày nhìn thẳng thằng Nam nhá. Em xong việc còn làm thumbnail nhá. Quay nhân đi bạn ơi, khuyên nhân đi. Ôi. Lần trước cũng là quỳ rồi nhưng mà chỉ là sinh nhật em thôi. Lúc đấy kiểu em vẫn còn trẻ quá ấy. Em đang suy nghĩ là chết rồi, nếu mà bây giờ cầu hôn mình phải từ chối như thế nào. Chưa sẵn sàng. Anh em có gì cất đoạn này. Còn bây giờ sao? Đấy là cái nhận biết dưới. Thế bây giờ? Còn cái này đồng ý. Còn cái này thì em đồng ý. Em gần rồi. Em có biết điều gì về cái sự kiện đặc biệt nào không? Không, thật ra là không, em không biết hoàn toàn nhưng mà em có thấy cái gì đó gọi là khác. Tại vì là bình thường là sẽ thành cá ngồi nhắn tin hay là ngồi chơi điện thoại ấy. Em hay ngồi cạnh nhưng mà tự nhiên biến mất à? Không. Tức là dạo này nhắn tin với chị Hà hoặc là nhắn tin với anh Sơn thì kiểu hay kiểu bồi bồi ấy. Em không biết là làm gì. À sao không nó mượn nhẫn của em nữa. Ôi để xem. Thế mà vẫn trật. Thật sợ quá nha. Nhân đấy là cho một khác. Không cả một cả. Không sao, nhân đấy hoàn toàn thể xử lý. Sai rồi. Yên tâm đổi được bạn ơi. Nhân này 100 triệu cơ mà, người ta cho đổi. Yên tâm. Từ lúc em sẽ nói lời chào đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? The next day. Đây, cô dâu chú rể sau bữa tiệc. À không nhá, sau khi sướng nhất người thì bọn mình có mặt ở tầng 1. Nói thế đi mọi người hiểu được không? Yeah. Uống bia mà. Sau khi vui nhất người thì bọn mình có mặt ở đây để ăn mì tôm buổi sáng. Nói chung là nhìn đầu tóc tai cô dâu chú rể vẫn vào form lắm. Cảm xúc rồi nào? Cảm xúc của vợ em vừa chia sẻ lúc mà bọn em hỏi nhau buổi sáng này thì vợ em là vợ em cảm giác vẫn như mà một người con gái, một cô gái đang có người yêu. Còn em cảm giác là một chàng trai đã có chồng. Gay! À nhầm, đang có vợ. Một chàng trai đang có vợ. Nhưng mà chắc là tại vì không có bố mẹ em cảm thấy thoải mái hơn nhỉ? Kiểu nhẹ nhàng. Bởi vì là mục đích của bọn em là làm cái này là để kiểu là anh thoải em. Mái mà. Kiểu nếu mà vừa bước qua một cái lễ mà có bố mẹ chắc là sẽ cảm thấy có một cái sự kiện gì đấy hơn. Không phải, nhưng mà một phần là bởi vì kiểu em mục đích em tổ chức cái này ra cũng là để kiểu kỷ niệm với mọi người, để vui mà để kiểu đúng ý mình nhất. Đấy, không có phụ huynh can thiệp. Phụ huynh nữa. Đấy là lý do sao em quyết tâm là tổ chức cái buổi này. Và em cảm thấy là mặc dù thời tiết nó hơi không được ủng hộ lắm nhưng mà em nghĩ đấy cũng là một cái nó xảy ra là nó có lý do. Vừa đủ rồi, vừa đủ. Hôm qua anh thấy vừa lúc hết lễ xong là cũng hết mưa. Trời, lúc ăn thì nó mưa tiếp. Để nói chung là sáng hôm nay thì bọn mình chỉ có ngủ dậy và ăn uống nhẹ nhàng rồi giữ sức để đi về thôi. Thì bây giờ mọi người sẽ về Hà Nội để đi ăn trưa. Sau đó thì sẽ về văn phòng để đi làm bình thường. Kết thúc vlog tại đây và hình như là theo dự định của cô dâu chú rể thì event tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 3. Nên là ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong maybe vlog đám cưới của Sơn Lưu và Hà Lê. Bye bye.